Bốn bức rau má thì có tác dụng gì? À, cái loại rau má thì có lẽ là một cái loại mà rau mà vô cùng quen thuộc đối với cô bác anh chị, đặc biệt là người dân Việt Nam. Với cái đặc tính nó thanh nhiệt giải độc và uống nước rau má thì mình thấy rằng là trong những ngày hè nóng nực như thế này thì rau má cũng là một cái loại thức uống giải nhiệt. Đồng thời bên cạnh đó thì nó cung cấp chất xơ rất là tốt. Và rau má cũng là một cái lựa chọn để chúng ta có thể bổ sung dinh dưỡng vào trong cái chế độ ăn. Vậy thì trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn những cái tác dụng và lợi ích của cái loại rau này nhé. Thì điều đầu tiên thì nếu như mà muốn hiểu là nó có tác dụng gì thì chúng ta cần hình dung là trong cái loại rau đó nó có những cái thành phần như thế nào. Thì trong rau má ấy, thì ngoài thành phần là chất xơ ra, đúng không ạ? Chúng ta thấy là trong các loại rau thì nó đều có chất xơ rồi. Nhưng mà rau má ấy, thì nó lại có thêm những cái hoạt chất khác như là saponin, như là flavonoid và các loại vitamin và khoáng chất, và đặc biệt là nó rất là giàu vitamin C. Thì đây đều là những cái hợp chất chống oxy hóa rất là mạnh. Và khi mà nó mạnh như vậy thì nó sẽ tạo ra một số những cái lợi ích liên quan đến sức khỏe. Cái rau má ấy, thì đầu tiên là cái chống oxy hóa rất là mạnh nên nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta nó được khỏe mạnh hơn. Giống như thế này này, cái thanh sắt ấy mà cô ba anh chị, đầu tiên là một cái thanh sắt bình thường để ra ngoài không khí thì sau một thời gian cô ba anh chị sẽ thấy nó bị oxy hóa, thì đó là cái phản ứng oxy hóa và thanh sắt đó nó sẽ bị rỉ đi. Thì cơ thể chúng ta cũng thế, sau khi mà sinh ra thì trải qua quá trình oxy hóa thì chúng ta sinh lão bệnh tử, đúng không ạ? Chúng ta già đi, chúng ta lão hóa đi và cuối cùng là chúng ta gặp những cái bệnh lý và chúng ta chết đi. Thì đó là cái quá trình mà tồn tại của con người thì luôn luôn xảy ra một cái hiện tượng, đó là hiện tượng oxy hóa. Thì bằng những cái việc mà chúng ta có thể bổ trợ những cái chất chống oxy hóa từ thực phẩm vào trong cái chế độ ăn uống của mình và tập luyện một cách nghiêm túc và đều đặn thì những cái bị oxy hóa của chúng ta nó sẽ giảm bớt đi. Đương nhiên là nó không thể ngăn chặn được hoàn toàn, nhưng mà rõ ràng là chúng ta có thể giảm bớt đi và kéo dài cái tuổi thọ của mình hơn. Trong rau má thì nó có một cái đặc tính như vậy. Và bên cạnh đó thì nó có tính hàn, và nên là khi mà chúng ta uống cái nước rau má ấy, nó rất là mát, nên là khi mà cô ba anh chị chúng ta pha nước rau má chúng ta uống thì nó sẽ giải nhiệt rất là tốt, thanh nhiệt rất là tốt. Tuy nhiên thì những cái cô ba anh chị nào mà có cơ địa mà bị hàn ấy, hay bị rét hay bị run ấy, thì chúng ta hạn chế uống cái loại nước này. Và ví dụ như là chúng ta cũng hạn chế uống buổi tối luôn nếu mà cơ địa của mình nó bị hàn, tức là cái khí hàn trong cơ thể của mình nó nhiều, mình hay bị lạnh, hay bị lạnh chân tay, hay bị rét run, thì những cái trường hợp này thì chúng ta nên hạn chế uống nước rau má nhé. Còn bên cạnh đó thì rau má cũng hỗ trợ cái hệ tiêu hóa và chống các cái phản ứng viêm cũng rất là tốt. Nên là cô ba anh chị chúng ta có thể lựa chọn là uống nước ép rau má hoặc là chúng ta ăn rau má. Nhưng mà đương nhiên là cái việc mà chúng ta ăn ấy, chúng ta sẽ không ăn nhiều. Thì thay vì thế mình lựa chọn cái loại nước ép thì cũng rất là tốt. Và rau má thì có hai loại nha cô ba anh chị nha: rau má thủy canh và rau má trồng đất. Rau má trồng đất thì cái sản lượng nó nhiều hơn, nhưng mà cái việc trồng đất thì nó gây ra nguy cơ là dễ nhiễm kim loại nặng. Còn rau má thủy canh thì là rau má trồng hoàn toàn bằng nguồn nước sạch, thì cái sản lượng nó thấp hơn, tuy nhiên thì nó đảm bảo được là nó không bị nhiễm kim loại nặng và rất là sạch. Hôm trước thì cũng giới thiệu với cô bác anh chị một cái loại sản phẩm, đó là sữa hạt rau má. Thì cái này là hoàn toàn là 100% là rau má thủy canh, và bên cạnh đó thì bổ trợ thêm các cái loại hạt. Thì những cái loại hạt này nó rất là tốt cho cái hệ tiêu hóa, và đặc biệt là nó bổ sung thêm canxi và những cái loại vi chất khác cần thiết cho sức khỏe. Thì trong sữa hạt rau má chúng ta vừa được hai cái lợi ích là lợi ích của rau má này, lợi ích của sữa hạt. Nên là cô ba anh chị cũng có thể là giống bác sĩ Dung thử một cái ly như thế này, nó sẽ là được thêm những cái dưỡng chất cho sức khỏe của mình. Và nếu như cô ba anh chị mà chúng ta cần hỗ trợ tư vấn về cái loại sữa hạt này, chúng ta có thể để lại một dấu chấm hoặc là nhắn tin để được bác sĩ Dung hỗ trợ nhé. Những ai thì chúng ta không nên sử dụng cái loại này, thì cái rau má nó rất là an toàn và lành tính, đúng không ạ? Thì những ai mà không được uống thì như bác sĩ Dung có vừa chia sẻ ở phần đầu á, là những người mà có cơ địa hàn ấy thì chúng ta không nên uống. Tuy nhiên thì một vài người mà bị dị ứng với rau má thì chúng ta cũng không nên sử dụng. Hoặc là người có huyết áp thấp thì chúng ta thấp quá thì chúng ta cũng không nên sử dụng nước rau má cho cô bác anh chị nha. Và hy vọng video này sẽ hữu ích cho cô bác và anh chị, và đừng quên đăng ký kênh của bác sĩ Dung để theo dõi nhiều hơn video, nhiều hơn mỗi ngày, và bấm vào nút hình quả chuông nếu mỗi khi bác sĩ Dung ra video thì bạn sẽ là người nhận được đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.